Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Sau một tuần bị hoãn thì cuối cùng những thông tin về manga One Piece chương mới nhất cũng đã được lộ diện. Trong chương 1088 trước đó, chúng ta đã thấy được những khoảnh khắc hoành tráng trong trận chiến tại đảo Tổ Ong. Garp đã thể hiện lý tưởng của ông bằng mọi giá phải bảo vệ thế hệ trẻ, đồng thời cho thấy thành quả luyện tập của Kobe với cú đấm Honestly Impact của mình. Nhưng cuối cùng, số phận của Garp hiện giờ không rõ ràng khi ông đã rơi vào tay băng dâu đen, có thể đã chết nhưng cũng có thể bị giam giữ, vì vậy chúng ta phải chờ tác giả Oda tiết lộ sau. Bây giờ, các tàu của Hải quân lúc này cũng đã tới đảo tương lai Egghead và trận chiến đẳng cấp Tứ Hoàng sẽ bắt đầu trong chương 1089 tiếp theo. Chương 1089 cũng mang đến cho độc giả cái nhìn thú vị về hậu quả của cuộc tấn công vào vương quốc Lulucia. Hôm nay, mình đã có được những thông tin nhanh chóng về chương mới nhất và ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những tin tức nhanh chóng và nóng nhất về spoil của One Piece chương 1089. Chương này có tựa đề của sự cố bao vây. Đầu tiên, chương 1089 sẽ cho chúng ta thấy nhiều phản ứng khác nhau từ mọi người trên khắp thế giới sau khi biết tin tức Phó Đô Đốc Garp mất tích ở đảo Hải Tặc. Điểm thứ hai, trên báo cũng có tin tức về nhiều các vụ thảm họa khủng khiếp xảy ra trên khắp thế giới. Điểm thứ ba, tin tức về những gì xảy ra đối với vương quốc Lulucia cuối cùng đã được đưa tin. Tin tức này đã cập nhật thêm cả hậu quả của sự kiện kinh hoàng này. Theo thông tin thì sau khi vương quốc Lulucia bị hủy diệt bởi vũ khí Mother Flame thì đã tạo ra một cái lỗ khổng lồ trên biển, mực nước biển xung quanh nó cũng đang dâng lên. Điểm thứ tư, chương 1089 cuối cùng cũng cho chúng ta thấy tình hình trên đảo Egghead. Hiện tại thì thành Charter, đô đốc Kizaru và rất nhiều phó đô đốc đã đổ bộ vào đảo Egghead. Họ bàn bạc xem sẽ triển khai kế hoạch như thế nào để chặn đứng mọi sự trốn thoát khỏi đảo. Sau đó, họ nhất trí về việc đóng tất cả các lối ra vào của đảo Egghead. Ngoài ra, còn có một khoảnh khắc hồi tưởng ngắn cho thấy mối quan hệ giữa Vegapunk, Sentomaru và Kizaru. Ở cuối chương, Vegapunk 06 Jock đã gọi điện cho Ngũ Lão Tinh nói rằng, mau cứu ta khỏi Ruffy. Toàn bộ các thành viên băng mũ rơm cùng xuất hiện trở lại ở cuối chương trong một trang đôi. Thật không may, một tin xấu nữa xuất hiện là việc phát hành One Piece chương 1090 sẽ tiếp tục bị hoãn vào tuần sau vì dính ngày nghỉ lễ bên Nhật. Với những thông tin nhanh này thì chúng ta có thể đánh giá như sau. Chương 1089 có vẻ nội dung vẫn chưa tập trung đến đảo Egghead mà chỉ chiếm một phần nhỏ ở cuối chương. Tuy nhiên, ít nhất cuối cùng chúng ta đã biết điều gì đã thực sự xảy ra ở những nơi khác trên thế giới sau cuộc tấn công ở đảo hải tặc của băng dâu đen. Và điều thú vị đó là những thông tin liên quan đến hậu quả sau khi vương quốc Lulucia bị hủy diệt có thể thu hút hoặc kích động sự chú ý từ khắp nơi. Tất nhiên, người dân cũng sẽ tò mò về những gì đã thực sự xảy ra và tại sao sau đó hòn đảo có thể bị phá hủy. Điều thú vị nhất của chương này sẽ là tin tức về những gì đã xảy ra với Garp. Tin tức về Garp chắc chắn sẽ được nhiều người biết tới. Ngoài việc người dân biết thông tin thì những người bạn của Garp như Sengoku cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra sự cố của Garp. Sengoku và những người khác có thể sẽ nghĩ ra một kế hoạch để giải thoát hoặc thậm chí để trả thù cho những gì đã xảy ra với Garp. Và điều thú vị nhất là phản ứng của Ruffy và Dragon sau khi biết điều này có thể sẽ khiến họ suy nghĩ về việc tấn công dâu đen và băng hải tặc của hắn ta. Hãy cùng chờ đợi các tin tức mới nhất đầy đủ hơn về chương 1089 và khi nào có thông tin mình sẽ cập nhật sớm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.